Chào các bạn. Hôm nay thì đứng cạnh với anh chắc là các bạn cũng nhận ra rồi, đây chính là chị Huyền ở Bắc Giang đúng không ạ? Và hôm nay thì anh xin phép chia sẻ lại một chút là để có một thân hình hoàn hảo như chị Huyền đang đứng cạnh với anh bây giờ, thì đã từng có những thời gian mà chị Huyền đã rất là mặc cảm bởi vì thân hình quá béo. Và em sẽ chia sẻ lại hình ảnh của chị Huyền một chút nhé, để các khán giả có thể thấy cái sự thay đổi của chị như thế nào đúng không ạ? Thì ở đây anh có chuẩn bị lại hình ảnh của chị Huyền và các bạn sẽ cùng nhìn. Đây chính là ngày đầu tiên đúng không? Khi mà chị Huyền ra. Ôi, béo quá. Các chị thì có nhìn thấy cái sự thay đổi của chị Huyền nhiều như thế nào không ạ? Trước đây thì lượng mỡ thừa rất là nhiều đúng không chị? À, chị Lan Anh, chị nói như thế nào về vòng bụng của chị Huyền trước đây khi mà chị Huyền chưa sử dụng phương pháp tại viện thẩm mỹ? Ôi, chị Huyền có thể chia sẻ cho các khán giả đang theo dõi livestream và đặc biệt là cô Lan Anh là đã vượt một chặng đường rất là xa đấy, nhìn thấy cái sự thay đổi của chị như thế nào, thì chị nói là chị giảm về cái cân nặng của số đo như thế nào không chị Huyền? Thực ra thì các bạn vừa xem cái hình ảnh của mình, thật sự là bây giờ cũng không muốn nhìn lại cái hình ảnh đó, rất là sợ luôn, rất là nhiều mỡ. Sau một thời gian mà giảm mỡ ở bên viện thẩm mỹ Koya, mình đã giảm được 12 kg và 22 cm vào bụng. Hiện tại là các mô mỡ nó đã biến mất. Rất là hoàn hảo rồi đúng không ạ? Chị có tự tin không quanh một vòng để cho khán giả thấy sự thay đổi của chị như thế nào đúng không ạ? Đây, thực ra là bây giờ hiện tại là mỡ của mình đã hết từ trên phần xoài rồi bụng. Vâng. Đã hết. Vâng. Chứ không như cái hình ảnh như lúc đấy nữa, rất là sợ luôn. Vâng. Xinh quá, xinh quá. Bây giờ là thay đổi không được nhận ra so với chị Huyền trước đây nữa. Chị Huyền ơi, chị Huyền có thể chia sẻ lại là trong cái quá trình mà mình làm ấy, thì cái sự đào thải của chị như thế nào và có thể chị thấy những cái dấu hiệu hiệu quả bắt đầu đến từ thời gian nào không ạ? Thực ra thì là chị cũng có theo dõi livestream bên em, thì cũng có nhiều người là 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thậm chí có người 15 ngày đào thải. Nhưng mà với cái việc của chị, thực ra có khả năng là cái mỡ của chị nó lỏng, nó nhiều, nó tập trung nhiều phần vùng bụng và phần hông, nên là khi mà các em tác động cái kim chất vào thì đến ngày thứ ba chị đã đào thải rồi. Ngày thứ ba đào thải thì cái buổi đào thải đầu tiên thì nó cũng chậm, cũng ít chứ thôi, nó cũng không nhiều lắm. Bắt đầu đến ngày thứ tư, chính xác ngày thứ tư hôm đấy là hôm sau là chị đào thải là ồ ạt rất là nhiều, cảm giác nó giảm được khoảng 2 cân mỡ nội tạng trong người ra. Vâng. Chứ lúc mà chị đào thải như vậy chị thấy cơ thể mình có nhẹ nhàng hơn không ạ? Nhẹ chứ, tức là khi mà mình vào ngày vệ sinh ra cảm giác như là nó đảo bảo nó cảm giác nó rơi nó khoảng 2 kg mỡ ra mà nó nhẹ nhõm người còn mỡ ra ngoài luôn, thích lắm. Chị Huyền ơi, vòng eo của chị bây giờ là bao nhiêu ạ? Vòng eo của chị bây giờ thực tế ra hôm trước là chị có may quần là 65 hết, nhưng mà lắm bây giờ chúng ta đang khoảng 65 hoặc là còn lắm. Thế là chị năm nay bao nhiêu tuổi mà vòng eo lại mỹ mãn như thế ạ? Đúng, mọi người đoán bao nhiêu tuổi? Em thật sự không thể đoán nổi đâu. Thì em thấy con của chị rất là lớn. Ra là mình năm nay đã là 40 rồi. 40 nhưng mà vòng eo 20 đúng không ạ? Đúng rồi. Mà trước kia là nếu mà chưa giảm thì mình ai cũng phải tưởng mình là tầm độ 46-47 ấy. Đến bây giờ thì mọi người cũng không nghĩ rằng là mình tuổi 40. Thế là giảm xong lại còn trẻ ra được gần chục tuổi. Là cảm giác mình cũng trẻ hơn mà. Còn đấy là cái cảm giác cái trẻ thật hay không thì mọi người phải cảm nhận. Tùy từng người. Trong cái quá trình làm ấy, trước đây thì được gọi thật nhiều như vậy, chị Huyền có gặp vấn đề về sức khỏe không? Trước chị nói là bị viêm khớp này, xương khớp này. Ừ, rồi. Trước kia thì chị có bị cái viêm khớp dạng thấp. Đấy thì nó do cái cân nặng của em mới đầu là tưởng nó hút cơ. Vì là các khớp ngón tay này, bị đẩy đuối đuối này, là bị đau này, không đi lại được, thậm chí là đến bệnh viện uống thuốc rồi lấy thuốc theo bảo hiểm rồi mua ở ngoài, nhưng mà nó cũng chỉ gọi là uống thuốc là đỡ thôi, nhưng nếu dừng lại là nó vẫn cứ đau. Thế cho nên là chị mới quyết tâm là cũng tìm hiểu về bên em, thế cũng đi làm cái giảm này, thì sau cái đợt giảm này được điều chỉnh đấy thì chị có đi kiểm tra lại thì cái lượng mỡ máu rồi thì gút rồi thì các nói chung là cân nặng là mình kiểm soát tốt, nói chung là chỉ số rất là đẹp. Không có sức khỏe tốt và bây giờ quan trọng là vóc dáng rất là hoàn hảo luôn ạ. Được sức khỏe là mình được vóc dáng. Nếu như mà chị Huyền ơi, chị Huyền nói là nếu như chị biết là đẹp như này, trước đây chị đã đi làm dịch vụ này từ rất lâu rồi ạ, chị không biết là cái lý do gì mà khiến cho chị nói vậy, khiến lý do gì khiến cho chị là phải thốt lên là nếu như biết như thế chị đã đi làm từ rất lâu rồi. Thực ra thì chị về khi chị làm xong thì chị về thì chị cũng thấy, chị cũng nói chia sẻ là
thực ra cũng chưa tin lắm vì gieo gan có alagin rất nhiều, nhưng có người thì họ béo kinh khủng luôn thì họ giảm tận 30 cân, thậm chí có người 40 cân, còn bình thường mà họ cũng 15-20 cân đấy là chuyện bình thường. Thế mình thì cũng vẫn nói chung là tin, nhưng mà cũng không hẳn là nghĩ rằng là cân nặng của mình giảm nhiều đến mức độ như thế. Chị chỉ ước ao là giảm 5-6 cân là được, nhưng mà đến hôm nay là giảm đến là 12 cân. Cái vòng bụng là rất là nhỏ đấy, cảm giác hết cả mỡ ở đây nữa thì chị rất là thích luôn đấy. Đấy cũng là một cái lý do mà chị bảo là chị còn trêu này, thôi bây giờ thì như các em nói là nó sẽ lâu trở lại, mà thực tế trải qua cái Tết vừa rồi là chị thấy nó không có trở lại, mỡ nó không trở lại. Mình mặc dù ăn rất nhiều và cân nặng là chị vẫn cứ là duy trì và giảm thêm được một chút, tức là giảm một chút khi mà mình lại điều chỉnh chế độ ăn một chút, mình không ăn nhiều tinh bột nữa. Lúc Tết là chị ăn nhiều tinh bột quá lại đồ ngọt rồi, thế là nhưng mà tăng cân trở lại rồi. Thế còn sau này ví dụ 60-70 mà có tăng trở lại thì đã có ôi da khen. Cảm ơn chị Huyền nhé. Và em nghĩ là như thế này thì cũng ít ai có đoán được là đây là một bà mẹ 40 tuổi rồi, và anh vẫn trêu đây là bà mẹ 40 tuổi có con heo 20 ạ. Và cảm ơn chị Huyền nhé, cũng cảm ơn chị đã chia sẻ liệu trình của Viện Thẩm Mỹ, và mong là với liệu trình này sẽ giúp chị ngày càng tự tin hơn, xinh đẹp hơn và sẽ chia sẻ nhiều hơn với các khán giả và các bạn bè của chị những ai đang quan tâm đến dịch vụ giảm mỡ Viện Thẩm Mỹ Korea đấy không ạ? Rất là cảm ơn các em ấy. Vì thực ra nếu mà để được cái bóc dáng người như thế này thì cũng là thật sự là cảm ơn các em thực sự luôn ấy. Cảm ơn Viện Thẩm Mỹ Korea đã mang lại cho chị một cái vóc dáng mà chị không nghĩ rằng là bao giờ chị lấy lại được như này. Như là con gái, mỗi từ cái mặt hơi rào tí. Ưu đãi giảm béo đặc sắc nhất trong lịch sử tại Viện Thẩm Mỹ Korea, giảm béo tăng liệu trình cấy sỏi đen, đông trùng hạ hào Nhật Bản lên tới 120 triệu đồng, tăng cường gấp 5 lần hệ miễn dịch, tạo rào cản vững chắc, ngăn ngừa virus corona, hỗ trợ 100% chi phí đi lại bằng ô tô riêng, cùng hàng ngàn ưu đãi đặc biệt khác, giảm béo tặng tiền mặt, giảm béo tặng liệu trình nâng cơ Ultherapy. Gọi 1900 0361 để nhận ưu đãi.